Hello, hello, xèo tất cả anh em nha. Thì mình là LTL đây, đẹp trai số 03 đến từ Bắc Giang, ok. Cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh The GFF NTN của mình nha. Ok, hôm nay LTL sẽ quyết định là quay lại cho anh em một cái series clip cực kỳ thú vị luôn nha anh em ơi. Thì lâu lắm rồi mình chưa giả nghèo đâu anh em ơi. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ giả nghèo nha. Nhưng mà anh em biết chưa, thì đặc biệt là hôm nay mình giả nghèo thì hôm nay mình đang chở của đạc cực kỳ bot nha anh em ơi. Và mình đã đặt tên là LTL bot anh em ạ. Anh em thấy cái bộ đồ chưa? Nghèo từ trên xuống dưới anh em ạ, nghèo từ trái sang phải anh em ơi. Đó, và con đạc này thì hiện tại đang giành đồng nha anh em ơi. Thì cho anh em mà chưa biết thì con đạc này gana cấp cho mình để quay clip nha anh em ơi. Nên là tiện thể mình sẽ cầm mình quay video luôn. Ok. Đây danh tử chiến và danh sinh tồn đều giành đồng nha, và chỉ có level 14 thôi anh em ơi. Nhưng đặc biệt ở con đạc này thì anh em biết là gì không? Đó chính là full tất cả những hành động súng level 7, level 8 nha anh em ơi. Đấy, thì hôm nay mình quyết định là sẽ cầm hết tất cả mấy hành động này đi, và đặc biệt là mình sẽ chơi con đạc giành đồng này nha. Và huấn luyện nha anh em ơi, để xin kết bạn với tán gái để xem liệu mấy bạn nữ hay là mấy thanh niên có khinh thường mình hay không nha. Nếu như khinh thường mình thì mình sẽ quyết định là bật mấy hành động lên nha anh em ơi, để xem liệu mấy thanh niên còn đòi kết bạn lại không nhá. Ok, thì đây rồi. Đây một thanh niên đầu tiên anh em ơi, thanh niên này khá là giàu đấy anh em ơi. Mình thấy có quả đầu hình như là 7 đá anh em ơi, đầu ma búp bê 7 đá này. Trời ơi, giàu thế nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ thử xin kết bạn nha anh em ơi. Để xem liệu có cho mình kết bạn hay không đây. À, kết bạn với bạn này. À, mình sẽ nhà là kết bạn với mình đi nhá. À với tôi đi đi. À với tôi nha đi. Rồi ok, xem có đồng ý kết bạn hay không đây. Hay là khích thường mình nhỉ. Rồi. Ôi. Đừng mà nó gửi lên mấy cái bạn đấy từ để mình kiểm tra tên. Ôi đúng nó kìa. Ôi đúng thằng bên là người xấu phi vai kìa. Ôi thì gửi lên mấy cái bạn lại luôn. Trời ơi, xem đồng ý như nào từ bình tĩnh nhanh em ơi. Ù đồng ý cái này. Ôi thanh niên uy tín thế nhỉ. Trời ơi, cái thanh niên gặp một cái thanh niên danh đồng như mình mà vẫn đồng ý kết bạn thì quá uy tín luôn anh em ơi. Đấy, ok đây mình sẽ ra tán gái nhanh em ơi. Đấy, kết bạn được rồi thì bây giờ thử ra tán gái xem liệu được không nhá. Đấy, mình sẽ nhắn hello. Ôi, nhắn cái thanh niên chạy luôn kìa. Trời ơi, gái xinh gì mà chảy chói vậy trời. Nhắn chưa có kịp nhắn nó đã chạy kìa. Cái mình nhèo quá nó chạy anh em ơi. Ok, cứ bình tĩnh nhanh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ từ từ mà nhắn thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ nhắn là gì nhỉ? Có người yêu chưa nhá? Phải hỏi xem có người yêu chưa nhanh em ơi. Chứ bây giờ mà nó có người yêu rồi thì mình nhắn mà người yêu nó tìm đến tận nhà mình ơi, mệt đấy anh em ạ. Ok, nói chung nhà BOV giọng mình hơi khác thôi anh em ơi, bởi vì mình đang ốm ấy nhỉ. Ok, thì cứ bình tĩnh nhanh em ơi. Một bạn loại da đen và một bạn tóc trắng anh em ơi. Trời ơi, hai bạn không thèm dép tí nhắn mình luôn. Thôi mình chuyển ra bạn nữ này đi. Đây, bạn nữ đầu sừng ấy. Vừa nhìn thấy mình nhèo quá, ao luôn rồi kìa. Trời ơi trời. À đây rồi. Ở đây đang có tán gái đây này, tán trai tán gái đây này. Bây giờ mình sẽ qua mình sẽ tán gái nhanh nha em ơi. Rồi mình sẽ chụp đầu lên với bạn nữ này. Ui, bạn nữ này cũng đứng lên ngồi xuống với mình luôn kìa. Định bật hành động lên nhưng mà thôi, đang làm clip giả nghèo anh em bật hành động lên nó tưởng mình nhà giàu chết. Ok. Thì bây giờ mình sẽ quyết định là nhắn tin nha anh em ơi. Nhắn gì để mình nghĩ em à. Nhắn gì nó hợp lý anh em nhỉ. À bây giờ mình sẽ hỏi lại xem nó có người yêu chưa nhá. Cho nó chắc nha anh em ơi. Đấy, sợ có người yêu rồi thì cũng mệt đấy. Hay là thấy mình nghèo quá, đây mình sẽ hỏi bạn nữ này đi. Thế nhưng kia nó lại yêu đứa khác rồi anh em ơi. Nó thấy mình nghèo quá nó yêu đứa khác rồi. Mình sẽ bảo là yêu tôi không nhá. Xem nó có yêu mình không. Rồi. Rồi nó như nào? Yêu tôi không rồi. À, nó trả lời câu trước của mình. Mình hỏi là có yêu chưa, bây giờ nó trả lời là rồi. À, quê quá đạn anh em ơi. Ôi lại chuyển tiếp tục chuyển mục tiêu nhá. Đây. Cô gái. À đây, cô gái đây rồi. Trời ơi, xin kết bạn thì đồng ý rồi nhưng mà bây giờ tán gái không thể tán được anh em ơi, nghèo không thể tán được gái anh em ạ. Trời ơi, nó nhìn mình quả level 14 mình nhìn quả danh đồng thì chắc là nó chạy mất dép. Ok, bây giờ mình sẽ chat với bạn áo trắng anh em ơi, xem liệu bạn này có trả lời mình hay không nhá. Rồi, chưa thấy có phản ứng gì anh em ạ. Cày thế nhỉ. Điệp dài quá này, không có trả lời nào nhỉ. Đâu rồi? Rồi, không trả lời luôn, mình đấm ra chỗ này lại quay ra chỗ khác. Chê anh nghèo đúng không? Đấy, mình ở trên gà chứ nhầm, sorry anh em, thấy danh đồng là phải gà chứ. Rồi, không thèm trả lời mình luôn anh em ơi. Đấy, bạn ơi, ui, cái gì vậy, sao ao mất rồi? Trời ơi, thôi anh em ơi, mình sẽ chuyển phòng khác nhanh, nhưng mà phòng này hình như toàn mấy người khinh thường bây giờ. Mới được cái bạn đầu tiên này đồng ý kết bạn mình nha bạn, còn lại thì mình nhắn đi trả ai trả lời anh em ạ. Đấy, cay thực sự, thôi nhắn nốt với thanh niên này đi. Xem mình có trả lời không nhanh anh em ơi. Bạn ơi, đấy, bây giờ nó nhìn mình nghèo nó không kịp trả lời đâu anh em ạ. Có cay cú không? Cay thực sự anh em ạ. Thôi, chắc là phải ao server khác anh em ơi. Chuyển server cho nó mát anh em ạ. Server này không có ai trả lời mình luôn. Ok anh em ơi, thì mình đã chuyển sang một trận đấu khác rồi anh em ơi. Đấy rồi, có hai bạn nữ rồi anh em ạ. Bây giờ tiếp tục là tán gái nhanh anh em ơi. Để xem liệu hai bạn nữ này có giống mấy bạn kia hay không nhanh anh em ơi. Xem có khinh thường mình hay không nhá. Nếu như khinh thường mình thì hơi mệt đấy anh em ạ. Rồi ok, nhắm không ai trả lời luôn kìa. Đây, có một bạn trả lời bằng icon anh em ơi. Trả lời bằng icon thì kiểu như khinh thường ấy nhỉ. Đấy, mình sẽ hỏi xem hai em có người yêu chưa nha anh em ơi. Đấy, để mình yêu luôn anh em ạ. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, một bạn nữa đã đâu rồi, còn độc bạn như nào? Trời ơi, bạn này không biết là có yêu mình hay không đây rồi.
căng thẳng một cái icon rồi anh em ơi. Mình đang hỏi là có yêu mình không, không biết là có yêu hay không đây. Bây giờ mình sẽ nhắn lại yêu anh nha anh em ơi. Đấy, để xem bạn nữ trả lời như nào. Rồi, không thèm trả lời luôn, trời quá. Ôi trời, bạn nữ này không khinh thường mình luôn kìa. Ồ, thì bây giờ mình sẽ bảo là kết bạn với anh nha. Đấy, trời ơi, gặp một bạn nữ uy tín rồi anh em ơi. Ui sao bạn này tên là Văn Giai là như nào? Mình tên này rất giống là con trai anh em ạ, như đây là con trai nào anh em ơi. Trời ơi, hình như là bị bịp rồi. Đây anh em nhìn quả tên kìa. Quả tên này, ui dồi lại còn biến hình. Ui dồi lại biến hình con trai đó. Đây đúng là con trai giả gái rồi anh em ơi. Trời ơi trời, mình cứ ghi là sẽ có một bạn nữ yêu mình kêu bát ra. Cái thằng này nó lừa dối tình cảm của mình. Trời ơi trời. Ok, đây mình là con gái chính hiệu này. Bây giờ mình sẽ tán những cái bạn nữ chính hiệu này nhanh em ơi. Mình sẽ nhắn là hello nhá. Hello em. Rồi không biết là có trả lời mình hay không đây. Rồi không thèm trả lời luôn kìa. Thôi thôi toang rồi thế này. Ui ao luôn rồi kìa. Thôi cái thằng này mày lại giả gái mình ra đây làm gì. Ok giờ chắc là mình sẽ vào sân bóng nha anh em ơi. Thì mình có mấy thanh niên con trai nhưng mà đá bóng trong đấy, mình sẽ vào mình xin kết bạn anh em ơi. Chứ gái thực sự là nghèo thì không thể tán nổi anh em ơi. Đấy mình sẽ vào sân bóng để xem có mấy thanh niên mình xin kết bạn anh em ơi. Đấy trai gái đất nộn rồi, không biết ai thật ai giả anh em. À, đây rồi. Một thanh niên áo vàng đây rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ gọi là nhắn tin để gọi xin kết bạn luôn nha anh em ơi. Rồi nhưng không kịp trả lời luôn à. Đồ ai em thấy mình đã nhắn gì đâu, quên. Ok mình sẽ nhắn là hello bạn nha anh em ơi. Đấy xem mình trả lời như nào nhá. Rồi không trả lời gì ấy. Lô CC thằng nghèo. Ủa thì vãi trưởng. Ôi cái gì đây, thằng này khích thường mình chưa gì rồi đã khích thường mình như nào. Bây giờ mình sẽ nhắn là bảo kết bạn với tôi đi nha anh em ơi, xem nó có kết bạn hay không. Trời ơi chưa gì đã bị khích thường rồi anh em ơi. Rồi thanh niên này như có làm đấm giàu giàu các kiểu rồi khích thường mình. Ui có MB kìa. Ui thằng này thì trẻ trâu à. Trẻ trâu như là cậy két bắt đầu lập tiền và bắt đầu là khích thường mình luôn anh em nhỉ. Anh em thấy đúng không? Trời ơi mình có làm gì đó nó khích thường mình. Mình có bảo là hello bạn ngay trả lời lại cơ gì đấy. Nghèo như mày kết bạn gì. Đấy mình biết ngay mà. Kiểu gì nó cũng kết bạn mình em ơi. Trời ơi lại bật hành động MB với cả AK nó khịa mình kìa. Ôi lại còn cả cắm cơ nữa anh em ạ. Ui căng thế nhỉ. Ok mình sẽ nhắn lại là sao bạn khích thường mình nha anh em ơi. Má điên hết người anh em ạ. Đấy thế như nào mới được kết bạn anh em ơi. Đấy mình sẽ nhắn là thế như nào mới được kết bạn. Đấy xem thanh niên trả lời như nào nha anh em ơi. Đấy thanh niên này có vẻ là cũng nguy hiểm phết anh em ạ. Cũng không đùa với thanh niên này đâu. Trời ơi nó có hành động nó khịa mình. Đây đúng trẻ trâu anh em ơi, chứ người lớn ai đi khịa như này bao giờ đúng không anh em. Đấy, mình có đọc hello bạn mà nó bảo là gì ấy? Có hành động này không. À gì ấy khinh cờ à, cái thằng áo xanh giúp mình đi anh em ơi. Đấy, thằng áo xanh nó bảo thằng áo vàng nó khi cờ anh em ạ. Rồi nó có AK nó khoe kìa anh em ơi. Solo không à, thằng áo xanh nó giúp mình anh em ơi. Trời ơi đấy bạn này uy tín này, có thanh niên áo vàng này bật hành động đi khoe. Trời ơi đây thằng này tí mình sẽ bật hành động đi khịa lại nha anh em ơi, để mình nhắn một lúc nữa anh em ạ, để cho nó kiểu như giả vờ là mình ngu anh em ơi. Mình bảo là vãi khinh ngào anh em ơi. Đấy xem nó trả lời như nào nhá. Ấy trời ơi gặp ngay một thanh niên khinh thường mình ngay đúng cơ hội để mình thể hiện đây rồi anh em ạ. Rồi mày cứ khinh tao nữa đi, mày chuẩn bị tới một chuyện với tao đấy mày biết không. Rồi còn khinh không gì ấy? Nghèo sao có à, nó bảo mình nghèo sao có kìa. Uầy thằng này được à khá đấy nhỉ. Kệ bố nó đi, thanh niên áo xanh bảo kệ bố nó đi. Vai trưởng uy tín ơi, uy tín đấy nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ bảo nó là mở to cái mắt lên mà nhìn nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ bảo là nhìn đây lại nhá, nhìn này à thằng kia đấy, cho nó biết tên là lễ hội luôn. Mình nhìn đây. Bây giờ mình sẽ bật mấy anh động lên để xem nó phản ứng như nào nhá. Rồi giàu như mày cái cờ lờ gì kia trời. Thằng kia này chửi buồn cười vãi, thằng áo xanh chửi thằng áo vàng nhá, bởi vì nó khinh thường mình em ơi. Rồi mình bật full hết mấy anh động nha, bảy lên. Rồi thằng kia phản ứng như nào đây. Rồi như là không có phản ứng gì đâu anh em ạ, đứng im rồi, không tìm nhắn gì nữa rồi. Rồi trời ơi đây, cái tội khinh thường người khác đây anh em ạ, khinh thường người khác đi mày khinh nữa đi. Rồi kết bạn với em đi anh. Rồi lại kết bạn với em đi anh, kết bạn cái gì tầm này nữa. Lượn đi mày vừa khích tao bây giờ mày lại lật mặt hơn cả người yêu cũ à. Rồi xem anh em phản ứng nhau nhá, mình bảo lượn xem nó có lượn thật hay không nha anh em ơi. Rồi ao luôn rồi. Ok anh em ơi thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi anh em ạ. Mục đích hôm nay thì mình vào game để xem có ai khích thường để mình khịa lại anh em ạ, nhưng mà đúng có một thanh niên thật anh em ơi.